Gala linh ca. Trong đời sống mục vụ của người linh mục thì tiếng hát, lời ca nguyện của người mục tử không quên lời kêu cứu của những mảnh đời bất hạnh. Đức Giáo hoàng Francisco đã lên tiếng: người nghèo không thể đợi. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập nhóm linh ca Cha Cha Cha, The Singing Priest, những người linh mục lại một lần nữa mang lời ca đến với người nghèo không thể đợi. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng đến tham dự buổi tiệc gây quý vào lúc 6:30 thứ Sáu ngày 22 tháng 3 2019 tại Golden Sea Restaurant. Được sự trợ giúp của các nhóm và tổ chức Francisco Răng Sún, Project Việt Nam, Tủ Thuốc Tình Thương, Chén Gạo Tình Thân, Chuối Hạt Hy Vọng, Viên Gạch Nhân Ái, Jeff Người Phong, Bonjour and Hello Việt Nam, Học Bổng Dẫn Thân Nguyễn Văn Thuận, Công Tác Y Tế Tình Thương. Kính mời quý ông bà và anh chị em cùng đến tham dự.